Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Dạ con chào cô ạ. À. Hello cô. Đây con nắm hoa, con nắm hoa giùm cô nha. Dạ con. Dạ. Cái cây đâu cô? Chị quá. Dạ anh Phương. À nằm vô cắm giùm cô. Mình cúng cho chú hết ha. Cô từ đâu đến nha cô? Cô ở Sóc Trăng. Rồi rồi. Cô tự Sóc Trăng lên đây luôn ha, sao có cô có người quen cô, trên đây cô hả? Đi đá, cô đi đám cưới rồi cô bắt thằng con chở đi. Dạ. Cô lên đây bỏ hổm rồi. Dạ vậy hả con. Anh đẩy xe lên lề luôn anh, để chút xe tan nó đưa tan ngang là dướng xe ha. Thật mà. Ở đây nhiều lắm cô, xe à, ngày, chạy. Ngày nào qua xe cẩu chạy qua giúp nhiều lắm cô. Mát quá mát. Dạ. Cô đi sớm thì là mát lắm nè. 8 giờ là mát không cô? Còn nếu mà cô không đi sớm cứ này chiều khoảng 3 giờ cô tới là trời mát. Dạ. Trời đẹp. Đúng đẹp. Dạ. Tại dạ. Hu nó đi luồn tuôn quá nên rào lại nha cô. Quen không? Dạ quen. Cô ở Sóc Trăng, cao tím là mấy bữa đó mấy đứa nó hỏi sao mà cô mặc giống mà tuổi con. Cô lên hồi tối. Cô hứa khi nào lên đây là ghé thăm cậu hả cô? Cô nói chung là cô có dịp lên đây là cô đi thăm. Dạ. Sắc trong đúng không? Sắc trong. Áo vàng. Áo vàng à, biết áo vàng luôn phải không? Biết cô ở đây, cô cao ai, cô biết áo vàng nè. 15 mét nè. Dạ. Với Di Minh nè. Với Bùi Hải. Anh này Bùi Hải. Cuộc sống niêu. À đúng rồi đó, hay coi mấy đứa nhỉ. Mấy kênh lớn không mà, còn kênh Bùi Hải còn Bùi nhỏ. Bùi Hải này là mới nè. Dạ. Tại còn nhỏ coi, quá. Cũng có coi con nhưng mà ít coi bằng Di Minh với 15 mét là coi nhiều ha. Như dạ, tại coi kênh con còn nhỏ xíu à nên chưa ai biết tới hả cô? Tại con mới. Dạ. Nhưng mà người ta cũng coi, cũng thấy cái nào thì có cái. Chúc cô vậy cô nhớ coi Bùi Hải nha, đừng có coi mấy anh Di Minh với nhiều thứ nữa. Vậy đó, dạ. Coi con nghe. Áo vàng bữa nay cũng có kênh hả? Dạ không có. Áo vàng bữa nay có kinh. Áo vàng mới đầu áo vàng, bây giờ áo sọc, áo xanh cũng thành áo vàng. Cô qua đem trái cây nè. Tại vì anh lên là anh không có ăn trái xài đâu nha. Trái xài là anh chê thúi á, anh không ăn đâu. Nghe má Tư Quán Thanh kể đó. Xài là má Tư phải ăn lén, chứ không được ăn trước mặt. Xài mà hư là thúi. Ăn cái gì thì ăn trước xài là không ăn. Nè cậu không có ăn xài hả cô? Không. Hàng chi cậu mới có dư quá chừng. Ăn trái xài là ăn trái xài sống. Trái xài chín là không có ăn. Vậy là mai mốt có cúng xài cho cậu là cúng xài sống nha. Cô đi với thằng con. Không có mua xài chín đem cậu cúng cho cậu nha. Ở đây cho gần cả năm trời. Thôi gán đi. Gán dạ. Đi. Rồi cậu phù hộ rồi chứ. Ở đây cậu phù hộ cho mấy anh em mạnh khỏe, không có đau bệnh. Không có đau bệnh. Cô đi về cô cũng khỏe lắm nha. Cô đi thăm cậu về cô cũng khỏe lắm. Dạ. Thiệt. Thôi gắng, cố gắng. Mình làm cái gì cũng vậy, có cái tâm của mình là được. Bữa sinh nhật quá trời người ta. À, bữa đó còn cả chục cái bánh kem á cô. Ồ quá trời luôn. Ngày trước mấy cái luôn hả? Thấy mấy đứa ăn sinh nhật đó, ăn dội ăn vàng. Ngày trước á. Dạ cái đứa đó là trước một ngày. Ừ trước một ngày đó. Còn mà bữa mà đúng ngày của cậu á là ăn dội ăn vàng. Thương thương Nguyên Vũ quá phải không? Thương Ni với Nguyên Vũ. Trời mấy ngày nay mà anh Ni về Mã Lai đó, mà mình ở đây nhốt ruột nhốt gan khóc ruột khóc gan. Sao cô nhốt ruột nhốt gan vậy? Thì sợ nó về có chuyện với cái con xăm mình đó. Dạ.
thấp quá. Chị Đại nha, chị Đại sắp chỗ hả? Chị Đại sắp chỗ, khóc lam sầm. Kêu chị Ni về cho 5 miếng đất mà. Cho 5 miếng đất mà nó nói dắt đó. Nó dụ quá. Nó dụ. Nó dụ đằng nó về rồi nó. Đẹp quá ha, sạch sẽ. Giờ ai cũng đang lo cho chị Ni. Trời, cứ ngày nào cũng phải coi. Coi thử coi chuyện nó tới đâu mà. Thấy qua nay là thấy chị Ni quá không biết sao. Mình đang lo. Ừ. Cứ để coi coi. À, 15 mét nó lên coi nó nói cái gì nó hay có chia sẻ cái này cái kia của người này nói đó, cứ coi đứa này nó nói cái này đứa kia. Mình ở nhà thì trên nhà thì có tài 66 với tâm sự phố ha. Cứ trông mấy đứa nó lên coi nó nói cái gì, nó nghe tin tức được cái gì mình đâu có nghe, mình nhờ mấy đứa nói. Cô cứ coi tối ngày gì dạ. Cô nằm ở nhà cô coi, sáng đưa cháu đi học mà về là nằm là coi, cô đưa lên cái tivi bự cô coi cho nó đỡ coi đó mới đã ha cô. Ừ. Nó bự nó to này, cô có coi đó mình nằm giỏng mình ngầm tèo tan mình ngầm giỏng tèo tan, cô đưa lên cái tivi 55 mình cô coi đã rồi coi mấy trên này là cái gì cô thấy hết. Đứa nằm làm cái gì có bữa mấy đứa mít lộng với nhau thì lại lo. Lại lo, coi trời ơi, cái tụi mình đã ở thương nhau quá, không lộng nhau. Không có, lại bữa đó nói chuyện hơi lớn tiếng thôi chứ không có cự. Hiểu lầm nhau hả? Dạ. Ừ. Đó, bữa đó cô đi thăm anh Linh chúc cô về. Thôi về, khi nào cô có lên thì cô đi thăm. Bây giờ cô về sẵn về à. Bây giờ cô thẳng về thẳng với quê luôn hay là không, về ghé Sài Gòn? Cô về Bình Dương lại, cô mời quan đám cưới xong rồi cô về. Dạ. Ừ. Vậy là cô lên đây cô đi đám tiệc, đám tiệc. Đi đám tiệc. Rồi tối lên tới rồi sáng kêu con chở lên thăm mấy đứa rồi thăm anh lên. Dạ. Cảm ơn cô nha cô. Làm. Thôi cô về nha. Dạ. Mấy đứa gái ở đây đi nha. Gắng thận thảo với nhau thì anh em thương nhau là cô mừng. Cô gái lại thêm phút 2 phút nữa mà. Ờ gái lại thêm phút 2 phút cho tụi con có phải không? Được má. Có nó trời. Ủa, cô lên đây cô đi công việc gì? Cô đi đám cưới. Đẹp đâu? À, Bình Dương cô đám cưới ở An Tây á. Đám cưới thằng cháu cô. Mai. Cháu ruột hả cô? Cháu mẹ nữa nè. Mai. Mai dâu. An Tây cô ở đây. An Tây là dưới đây. Dưới đây. An Tây á. Ở chợ Thuận Thơ á. Dạ, hôm Bùi Hải cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một like, một đăng ký để kênh được phát triển thêm cô chú anh chị. Để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất. Tại mọi người sẽ hữu chú Vũ Linh để gửi tới cho cô chú anh chị càng xa xem mà. Dạ, Bùi Hải cũng xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.